Đây này cũng ra mề cũng ăn nắm. Đây là buổi chuẩn bị cho Campus Fest ngày năm nay. Ủa cái này là mọc bao nhiêu vậy chị? Nằm á. Tân cái bán mọc bao nhiêu Tân? À, cái đó là hơn một ổng á. Hả? Hơn rồi. Hình như là cái giống không? Ừ. Mấy đồng lưỡi á. Sao đặt thế? Cái này mình ăn đủ rồi như đây. Trời ơi, đúng rồi. Có từ em tìm ra trong đó sẽ có một cuộn ni lông để ra khỏi ni lông bịch mà giống vậy nè. Em cắt hết cái chinacon, vỏ cà rốt với lại hành tây á, lộn hết vỏ hành tây. Ok, là hai chuyện đó cần làm á. Còn mấy kia từ từ tính tiếp. Thiếu gì chuyện hả? Thiếu gì chuyện. Nay là chuẩn bị cam muối xoét nè. Đó, anh đầu tiên là Tân này nha, Tân đang sắc tôm. Em MC vô nữa không có hay. Còn này chị Trang. Ba sắc. Chị Trang. Chị Trang đang sắc thịt. Nè, thịt mọc qua đầu quay nhiều nè. Mọc mà xấu xí. Cái màn hình luôn rồi còn gì nữa. Đây, cái sao? Cái tắt đi thứ. Cái dạ. Cháy cái đoạn phim á tại em quay qua Thịnh. Uống chưa? Nhật. Uống chưa? Ok. Nè. Bên Nhật ăn rồi con. Con qua bên này uống sữa rồi ngủ. Mới về đi xong. Alo. Cho chị hai cái bánh. À. Hả? Ừ, ăn xong rồi ba dẫn đi ra cầm buffet. Này là quá trình chuẩn bị nè. Trong cái bếp nhá xíu, này là chú Thịnh. Alo. Thịnh đẹp, đẹp. Có đẹp không? Hình kia là chú Ba Sát. Ba Sát đang chiên xào gì kìa. Răm thịt á. Răm thịt. Này là chú Tân. Thế thì nhưng mà thấy tôi thui à. đây đang quay. Đây, chú Tân đang cắt thịt. Wow, thấy chưa, ngầu chưa, chú Tân làm lành nghề không? Đưa lên mạng.
Phải khỏi bị chả sáng. Bên kia là chú Thịnh lấp ló ngồi. Đúng bên nặng trọng quá. Hey, chú Ba Sát làm làm thịt, chuẩn bị làm bún thịt nướng hả? Hay là bún thịt rang? Đây là bún thịt rang. À, cái này gọi cuốn. Em lại. Wow, phải quay cận cảnh với người chủ sĩ. Cười con. Sebastian, how's that? Wieder. Hast du ja schon wieder. Đây là bên ngang mà. Dạ, không phải Thanh Linh ạ. À bên Thanh Linh mà đây nhà hàng này. Này mới bán. Dạ, em có bài rồi. À đang học tiếng Đức ở đây đây để à chị. Rồi con lại đấy, chứ đứng quay với con. Chị Sơn ơi. Không mình. Cười nghe. Rồi xong rồi. Phát cho một người chị. À ok, rồi con cầm đi, con cầm đi. Das hier, das ist ja praktisch feste Schwefelsäure, ja? Das ist also sauer, also Kohlendioxid schadet demgegen nicht, das kann nicht drin sitzen bleiben. Wenn man eine alkalische Brennstoffzelle hätte, wie sie in der Raumfahrt ist, da darf kein Luft drankommen. Da muss man also entweder reiner Sauerstoff oder man muss quay cười này coi, bên Nhật quay này, quay chú Tấn à, chú Tấn nè, nhìn chú Tấn nè. Rồi đi. Đây. Đi thôi đừng con, đừng. Các ông nó làm bánh này như vậy đó. Nó làm bánh nướng á. Từ mặt trời. Đây. Wollt ihr wieder essen wachsen oder was? Đó, có mình. Rồi, mình nhờ cười đây, quay qua đây cười nè. Chứ tưởng quay cái đó nữa, có thấy cái đó luôn. Rồi đi con, xong rồi. Xong rồi. Rồi, chứ tưởng quay rồi đó. Thấy chưa? Dạ, chung coi tưởng quay. À, ok. Giờ cho thôi phòng khách nè. Nein, du dann. Mal es war. Coi chừng rớ con bóng quá con. Rồi, chú đứng quay xong rồi. Để chú đứng quay mẹ con nè.
Campus Fest nè, chiến trường. Dạ. À, bác. Ok, 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 dạ không được cả thật chứ. Dạ em quay phim luôn vậy. Ôi biết đi, lúc nãy đóng được khoảng 50 cái đẹp nhỉ. Ôi em đóng được 100. Đâu phải đóng thế năm sau đóng nhiều hơn chị ơi. Năm sau em đóng 100 đồng. Đúng rồi đấy. Mở nhà hàng đây. Không dọc nào. Rồi kêu tự anh. Con này mua bao nhiêu đấy? Mệt.